Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Ngày nay khi nhắc đến khủng long, chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến những cái tên nổi tiếng như khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, đại long xương gai Spinosaurus. Còn nếu là loài ăn cỏ thì có Brachiosaurus, Triceratops, Ankylosaurus, Stegosaurus, vân vân và mây mây. Những cái tên này đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ và chẳng cần phải là một người biết nhiều về khủng long, bạn vẫn có thể đọc mạnh vách những cái tên này. Tuy nhiên, cái gì cũng có sự khởi đầu, và đôi khi thời gian làm cho chúng ta quên đi sự khởi đầu đó. Để có đến hơn nghìn chi và loài khủng long như hiện nay thì đương nhiên chúng ta phải có những chi và loài khủng long đầu tiên. Và cái tên mà Mê Khủng Long TV muốn đề cập đến ngày hôm nay chính là Megalosaurus Buckland-D, loài khủng long đầu tiên được xác định vào năm 1824, dù cho ban đầu người ta vẫn chưa coi nó là khủng long cho đến khi thuật ngữ khủng long ra đời vào năm 1842. Vậy thì người ta đã khám phá ra Megalosaurus như thế nào? Ban đầu họ nghĩ về nó ra sao và nó đã trở thành khủng long bằng cách gì? Đó là chưa kể con khủng long này còn gắn với một dinh pháp kỳ quặc mà không biết có phải là do may mắn hay không, đã không trở thành dinh pháp chính thức của nó. Chúng ta sẽ khám phá tất cả những điều này trong video ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Quay ngược thời gian, chúng ta có thể suy đoán khá chắc chắn rằng hóa thạch đã từng được phát hiện trong lịch sử từ rất lâu trước khi chúng ta biết đến sự tồn tại của những sinh vật đã tuyệt chủng. Chuyện này xảy ra ở cả phương Đông lẫn phương Tây, và người ta tin rằng đó là xương cốt của những sinh vật huyền thoại, chẳng hạn như rồng. Chính vì thế mà nhiều người thường có lý tưởng rằng hình tượng rồng trong thần thoại của cả phương Đông lẫn phương Tây được xây dựng dựa trên các hóa thạch khủng long mà người xưa tìm thấy. Tuy nhiên điều này không đúng. Trên thực tế thì các hóa thạch được tìm thấy có thể bao gồm xương của nhiều nhóm động vật khác nhau, chẳng hạn như lưỡng cư, các nhóm bò sát cổ đại, động vật có vú, chứ không phải chỉ có hóa thạch khủng long. Cần nhớ rằng hiểu biết của người xưa về giải phẫu học của động vật còn rất hạn chế và khái niệm khủng long cũng chưa hề tồn tại, nên họ không thể phân biệt giữa hóa thạch của khủng long với các nhóm động vật khác. Chỉ đến khi khoa học phát triển hơn, dưới ánh sáng của thời kỳ phục hưng, nhận thức của con người về những dạng thức xa xưa của sự sống từ tồn tại trên trái đất mới bắt đầu hình thành. Leonardo da Vinci, nhà khoa học huyền thoại người Ý và là một trong những cá nhân đầu tiên có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu hóa thạch, đặc biệt là sự liên hệ giữa hai nhánh lớn trong nghiên cứu của sinh vật học, đó là nghiên cứu hóa thạch dấu vết và nghiên cứu hóa thạch cơ thể của động vật. Tiếp nối thành tựu của thời kỳ phục hưng, các nhà khoa học của thời kỳ khai sáng tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của cổ sinh vật học như một phần của triết học tự nhiên. Sau đó là sự xuất hiện của những nhà cổ sinh vật học thực sự đầu tiên, và đương nhiên là chúng ta không thể không nhắc đến gương mặt tiên phong Mary Anning, nhà cổ sinh vật học nữ giới hiếm hoi và cũng là thợ săn hóa thạch huyền thai mà Mê Khủng Long đã từng có dịp đề cập trong một video riêng. Những phát hiện của bà cùng với gia đình cũng như khi hoạt động độc lập đã khẳng định hơn nữa sự tồn tại của những thế giới cổ xưa đã mất, là những bằng chứng vật chất không ai có thể phủ nhận được. Ngành cổ sinh vật học cũng chính thức cất cánh từ đó trở thành một ngành khoa học độc lập và có nhiều thành tựu. Một trong số những thành tựu đó chính là việc phát hiện ra sự tồn tại của khủng long. Trở lại với Megalosaurus, những phát hiện đầu tiên gắn với chi khủng long này có thể đã bắt đầu từ thế kỷ 17. Và một năm không đó là năm nào trong thế kỷ 17, tại một mỏ đá vôi ở Oxfordshire, Anh Quốc thì người ta đã tìm thấy phần dưới của một cái xương đùi hóa thạch. Mẫu vật này sau đó rơi vào tay người Thomas Pennison, một nhà quý tộc. Chẳng biết nó là gì và cũng chẳng biết làm gì với nó, Thomas Pennison đã đưa mẫu vật cho Robert Bloch, giáo sư môn hóa tại Đại học Oxford và là giám tuyển đầu tiên của bảo tàng Ashmolean, bảo tàng công đầu tiên tại Anh Quốc. Robert Bloch đang nghiên cứu và mô tả mẫu vật, đồng thời vẽ hình minh họa cho nó để đem in trong cuốn sách lịch sử tự nhiên Oxfordshire xuất bản năm 1676 của ông. Đương nhiên là Bloch không hề biết đây là hóa thạch khủng long, ông chỉ biết rằng nó quá lớn để thuộc về một loài động vật đang sống trên lãnh thổ Anh Quốc, do đó ông kết luận rằng đây là một phần xương đùi của một con voi chiến La Mã, rồi sau đó lại đổi thành xương của người khổng lồ trong kinh thánh. Mẫu vật này sau đó đã thất lạc, nhưng rất may là những hình vẽ của Bloch đủ chi tiết để các nhà nghiên cứu sau này có những nhận định chính xác hơn về nó. Sau mẫu vật được Bloch mô tả thì người ta còn tìm thấy răng của những sinh vật chưa từng biết tới vào năm 1699 và về sau được xác định là răng của khủng long, trong đó có một chiếc răng của Megalosaurus. Mẫu vật này được Đại học Oxford đặt ký hiệu là OU1328, về sau bị thất lạc nhưng hình vẽ của nó đã được các nhà nghiên cứu khác sử dụng để khẳng định rằng đó là răng của Megalosaurus vào năm 2002. Người ta dường như không nhận ra tầm quan trọng của những phát hiện này và tưởng chừng như mọi thứ đã chìm vào quên lãng cho đến khi những phát hiện mới diễn ra. Vào năm 1815, nhà địa chất học người Anh John Keith báo cáo đã tìm thấy nhiều xương hóa thạch của một loài động vật bốn chân. William Buckland, giáo sư môn địa chất của Đại học Oxford khi đó tiếp nhận các hóa thạch này và bắt đầu nghiên cứu chúng. Với sự trợ giúp từ nhà tự nhiên học người Pháp George Cuvier, họ cùng nhau nhận ra rằng đây là những gì còn lại từ một sinh vật giống thằn lằn cổ đại. Buckland sau đó tiếp tục hợp tác cùng người bạn William Conybeare để nghiên cứu các mẫu vật, bao gồm các mẫu vật sau này được định danh là Mosasaurus, và họ bắt đầu tìm cho chúng một cái tên. Vì những hóa thạch này quá lớn đối với các loài thằn lằn còn tồn tại nên Buckland gọi chúng là thằn lằn lớn, Hughes Lizard, hay dịch sang tiếng Hy Lạp có nghĩa là Megalosaurus.
Cái tên Megalosaurus suýt chút nữa đã bị một nhà khoa học khác chiếm lấy vào năm 1822, nhưng về sau thì hành động này không được công nhận và phải 2 năm sau, vào ngày 20 tháng 2 năm 1824, trong cùng buổi công bố với thằn lằn cổ rắn Plesiosaurus tại Hội Địa chất Anh Quốc, Buckland mới chính thức công bố danh pháp Megalosaurus, lúc đó mới chỉ có tên chi chứ chưa có tên loài. Tại 3 năm sau, nó mới được đặt danh pháp hai phần đầy đủ là Megalosaurus Bucklandi, trong đó tên loài lấy theo tên của William Buckland. Megalosaurus Bucklandi chính thức đi vào lịch sử với tư cách loài khủng long phi điểu đầu tiên được xác định và đặt tên. Đó có lẽ là điều mà phần lớn chúng ta đều biết. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác trước đó vài thập niên thì đáng lẽ ra Megalosaurus đã mang một cái tên khác, một cái tên khá kỳ quặc có thể khiến những người nhạy cảm phải đỏ mặt trước hiểu nghĩa của nó. Trở lại với thế kỷ 18 thì một tác giả chuyên viết sách khoa học người Anh tên là Richard Brooks đã sử dụng lại hình minh họa của Plot trong một cuốn sách mà ông xuất bản vào năm 1763. Cảm thấy cần phải đặt tên cho hòn đá kỳ lạ này, Brooks đã quyết định dùng cụm từ Latin Scrotum Humanum để gọi tên nó, và cụm từ này khi dịch ra tiếng Việt lại có nghĩa là để chỉ cặp bi trên cơ quan sinh dục của nam giới. Nếu nhìn hình thì chắc bạn cũng hiểu tại sao Brooks lại gọi như vậy. Điều thú vị ở đây là không biết vô tình hay cố ý, Brooks cũng sử dụng một cấu trúc giống như danh pháp hai phần mà ngày nay người ta vẫn dùng để đặt tên khoa học cho các sinh vật. Lý giải cho điều này, vào năm 1970, nhà cổ sinh vật học người Anh Lambert Beverly Hornstead cho rằng việc Brooks sử dụng một danh pháp theo hệ thống phân loại sinh vật của các Linnaeus, một hệ thống vẫn còn được sử dụng phổ biến cho đến tận ngày nay, là một hành động hoàn toàn có chủ ý, bởi ban đầu hệ thống phân loại của các Linnaeus không chỉ dành cho sinh vật mà còn được dùng để phân loại các mẫu vật địa chất. Như vậy, đây là một danh pháp hai phần hoàn toàn hợp lệ, và nếu nó thật sự là đầu dưới hóa thạch của xương đùi Megalosaurus, thì rõ ràng là danh pháp Scrotum Humanum đã xuất hiện trước và nên được quyền ưu tiên khi đặt lên bàn cân với danh pháp xuất hiện sau là Megalosaurus Bucklandi, chiếu theo quy tắc của Ủy ban Quốc tế về danh pháp động vật học. Hornstead tin rằng Scrotum Humanum nên được sử dụng thay vì Megalosaurus. Kể cả sau khi Hornstead mất thì bạn ông là William Sargent vẫn tiếp tục nộp kiến nghị lên Ủy ban Quốc tế về danh pháp động vật học. Tuy nhiên, cuối cùng thì Ủy ban vẫn bác bỏ kiến nghị trên bởi nhiều lý do. Thứ nhất, Scrotum Humanum không được sử dụng cho các phân bản khoa học sau đó để mô tả Megalosaurus, và theo tuyên bố của Ủy ban thì nếu một cái tên không được xem là có hiệu lực sau năm 1899, nó sẽ bị coi là một cái tên bị lãng quên. Thứ hai, Scrotum Humanum ra đời chỉ dùng để gọi tên một hình minh họa, do đó nó không phải là sự tạo thành một danh pháp có hiệu lực, cũng không có bằng chứng rằng người tạo ra nó có ý định sử dụng nó như một danh pháp khoa học. Thứ ba, mẫu vật được gọi là Scrotum Humanum đã thất lạc từ lâu và cũng quá ít đòi để xác định nó thuộc về bất kỳ một loài nào. Và thứ tư, chỉ là một phỏng đoán mà thôi, đó là bởi ý nghĩa có phần hơi kỳ cục của nó. Nếu một cái tên như vậy mà được đặt cho một loài khủng long đầu tiên thì có lẽ ngành cổ sinh vật học sẽ hơi bị xấu hổ đấy. Và như vậy, Scrotum Humanum đã trở thành lịch sử, một mảnh lịch sử tuy kỳ quặc nhưng cũng rất thú vị về Megalosaurus. Và đến năm 1842, sau khi ngài Richard Owen đặt ra thuật ngữ khủng long, Megalosaurus cùng với Iguanodon và Hylaeosaurus trở thành những chi khủng long đầu tiên được công nhận. Vì thế, tầm quan trọng của Megalosaurus trong nghiên cứu về khủng long là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cho đến nay, những hóa thạch mà chúng ta tìm thấy được của Megalosaurus đều rất rời rạc và vẫn chưa hề có bộ xương nguyên vẹn nào được khai quật. Chúng ta còn biết thêm về Megalosaurus thông qua các hóa thạch dấu chân được tìm thấy ở nhiều nơi trên nước Anh. Sự thiếu thốn về hóa thạch khiến cho từ trước đến nay đã có nhiều bản phục dựng khác nhau dành cho Megalosaurus với độ chính xác dần dần được cải thiện theo thời gian. Trong bản phục dựng đầu tiên thì Megalosaurus trông giống như một loài bò sát ăn thịt khổng lồ đi bằng bốn chân, có phần giống như rồng Komodo hiện nay. Bức tượng được điêu khắc dựa trên bản phục dựng này từng được trưng bày tại khu triển lãm Crystal Palace lừng danh tại London và vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Về sau, từ bốn chân Megalosaurus được phục dựng với tư thế đi bằng hai chân. Tuy nhiên, tư thế của chúng có phần giống với chuột túi kangaroo với cái đuôi nằm sát đất cùng với đôi chân tạo thành thế kiềng ba chân để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Vậy nhưng điều mới nhất mà chúng ta biết về Megalosaurus cho đến lúc này là gì? Về cơ bản thì nó là một chi khủng long ăn thịt thuộc nhóm khủng long theropod, di chuyển bằng hai chân, phần ngực nằm ngang được cân bằng bởi một cái đuôi dài có kích thước tương đối to lớn với chiều dài lên đến khoảng 9 mét. Con vật sở hữu chi sau lớn và mạnh mẽ với bàn chân có 3 ngón hướng về phía trước, trong khi đó chi trước có phần tương đối ngắn, dù không đến nỗi ngắn như T-Rex cũng có 3 ngón. Là khủng long ăn thịt, chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn và cong như dao găm để xé xác con mồi một cách dễ dàng. Điều đó đủ nói lên rằng Megalosaurus là một con khủng long săn mồi đáng sợ trong hệ sinh thái của nó, nếu không muốn nói có khả năng Megalosaurus chính là động vật săn mồi đầu bảng khi ấy, với con mồi có thể là những chi sauropod to lớn như Cetiosaurus hay Cetiosauriscus. Tất nhiên là về Megalosaurus còn rất nhiều điều để nói nữa, và một clip 10 phút chắc chắn là không đủ để nói về con khủng long này. Vì thế, Mẹ Khủng Long TV có lẽ sẽ phải hẹn các bạn trong một clip khác về Megalosaurus. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và muốn đón xem các video khác của Mẹ Khủng Long TV thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.